Bắt đầu một ngày mới với một ly cà phê sẽ rất là tuyệt vời. Nó sẽ làm cho đầu óc mình tỉnh táo, minh mẫn hơn và sẽ có một ngày làm việc rất là hiệu quả. Hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ với các bạn cách pha một ly cà phê sữa đá đơn giản, nhanh chóng. Để pha một ly cà phê sữa đá thì mình cần có những cái nguyên liệu và dụng cụ như sau. Mình dùng một cái phim pha cà phê, mình dùng phim bằng inox các bạn. Dùng cái phim nhôm thì nhiều khi pha mọi người các bạn là nó ngon hơn ấy, tại vì phim nhôm nó có nhiều lỗ, thời gian mà nó ngấm cà phê nó sẽ lâu hơn, nên hương vị nó có thể thơm hơn, nhưng mà nhiều khi dùng phim nhôm nó sẽ làm hỏng cà phê. Bây giờ thì mình có cà phê, lựa chọn các cái nguyên liệu cà phê nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ quyết định đến chất lượng của ly cà phê. Ngoài ra thì mình còn có sữa đặc, một cái ấm để đun nước. Và không thể thiếu đá được. Bạn nào muốn uống nhiều thì cho nhiều đá vào nhé. Thực ra thì mình cũng có một cái máy pha cà phê đây. Máy này nó pha rất là nhanh ấy. Mình chỉ cần cho nước vào đây này. Đây cho nước vào đây này, sau đó thì mình cho cà phê vào trong này, cho vài thìa cà phê vào trong này, rồi mình đậy máy lại. Này nó đun nước đổ lúc, sau đó thì mình rất là nhanh, nhưng mà cái này nó nhanh vậy thôi, nhưng mình không khoái uống cái loại này lắm. Mình vẫn thích uống cái loại pha phin, nhưng mà giờ mà có thời gian ấy, thì mình vẫn pha phin nó vẫn sướng hơn. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi vào thực hiện thôi nhỉ. Trước tiên là chúng ta đun sôi nước đây. Thank you.
4 phút thì cà phê nó sẽ chín hết. Trong cái thời gian mà đợi như thế này, mình có thể chuẩn bị đồ ăn sáng. Bạn nào ăn sáng rồi có thể ngồi làm việc gì đấy, hoặc là ngồi đọc một cuốn sách rất là hay. Cà phê mà pha bằng máy thì nó rất là nhanh, nhưng mà mình nhiều khi thì mình lại thiết kế cảm giác mình tự pha ấy, rồi ngồi nhìn cà phê nó chảy trông cũng rất là hay. Trong cái thời gian mình chờ đợi mình làm một cái việc khác, trong lúc mà chờ đợi thì mình cũng đã xong bữa sáng rồi. Rất là tuyệt vời. Mình hay dùng cái cốc uống rượu này, Johnny Walker này, để uống cà phê. Không hiểu sao mình thấy uống, dùng cốc này uống, mình cũng có cốc cà phê, nhưng mà uống cốc này nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Có lẽ tại do cái miệng cốc của nó nhỏ, khi uống nó giữ được cái hương cà phê lâu hơn. Nó rất là thơm các bạn, vị của nó cũng rất là tuyệt vời. Như vậy là mình đã hướng dẫn chia sẻ cùng với các bạn cách làm một cái ly cà phê sữa đá rất là đơn giản và nhanh chóng. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ, bình an và một ngày làm việc hiệu quả.